quý vị, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với bản tin Cà phê Sài Gòn trên kênh truyền hình FPNC. Xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin tiếp theo. Tháng đầu tiên của năm 2016 sắp kết thúc với tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI khá khả quan. Cụ thể, Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết kết quả thu hút vốn FDI tháng này tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm 2015. Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, trong tháng 1, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đầu tư nước ngoài là 1,33 tỷ đô la Mỹ, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2015. Trong tháng này, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 16 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều nhất với 58 dự án đầu tư đăng ký mới. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là trên 900 triệu đô la Mỹ, chiếm gần 70% tổng vốn đăng ký trong tháng 1. Với một dự án lớn có vốn lên đến 210 triệu đô la Mỹ, lĩnh vực nghệ thuật vui chơi giải trí đứng thứ hai. Đứng thứ ba là lĩnh vực sản xuất phân phối điện nước với một dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 59 triệu đô la Mỹ. Ngày 8 tháng 2 năm 2015, Bộ Giao thông Vận tải thông xe toàn tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Dự án có tổng chiều dài 55 km, nằm trong quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh nối quốc lộ 51, sân bay quốc tế Long Thành và quốc lộ 1. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, đoạn đường di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến ngã ba Dầu Dây, Đồng Nai và đi Tây Nguyên. Thời gian di chuyển cũng chỉ còn 1 giờ đồng hồ thay vì phải mất 3 giờ như trước đây. Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ của thành phố Hồ Chí Minh được khánh thành vào cuối tháng 4 năm 2015. Dự án có tổng kinh phí 430 tỷ đồng. Đây cũng là quảng trường đi bộ được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, có thể biểu diễn nhạc nước đầu tiên trên cả nước. Quảng trường đã trở thành nơi lý tưởng cho cư dân và du khách tản bộ, dạo phố. Cũng là nơi mà thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa và triển lãm nghệ thuật ngoài trời dành cho cộng đồng. Cũng trong tháng 4 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh khánh thành dự án cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm. Đây là một phần quan trọng trong hệ thống giao thông thủy và tiêu thoát nước của thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có tổng chiều dài hơn 8 km, đi qua các quận 6, quận 11, Tân Bình và Tân Phú. Với tổng vốn đầu tư hơn 166 triệu đô la, dự án đã mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 1,2 triệu dân trong khu vực và 1/3 lưu lượng giao thông của ngõ phía Tây Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 9 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ngập úng lịch sử khi gần như toàn bộ thành phố bị ngập sâu một trận mưa lớn và kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ. Đây là một ngày tồi tệ của giao thông thành phố khi kẹt xe ở hầu khắp các con đường nội đô và các trục đường cửa ngõ của thành phố. Sau đó, thành phố Hồ Chí Minh liên tục làm việc với các chuyên gia và kiến nghị chính phủ cho phép triển khai gấp dự án giảm ngập, bao gồm việc cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia dự án. Ngày 14 tháng 12, thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét tới yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1. Theo đó, Trung Nam Group đã được chọn làm nhà đầu tư dự án này. Tổng vốn đầu tư của dự án gần 9.930 tỷ đồng. Đầu tư theo hình thức đối tác công ty, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT. Đây là trường hợp chưa có trong tiền lệ trong việc triển khai các dự án chống ngập của thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm qua. Tháng 10 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh cũng bắt đầu khởi công dự án đào và khôi phục kênh Hàng Bàng sau 15 năm san lấp. Việc khôi phục nguyên trạng dòng kênh này nhằm giải quyết việc tiêu thoát nước và giảm tình trạng ngập úng nghiêm trọng khu vực một phần quận 5 và quận 6. Ngày 4 tháng 6 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiến hành lắp dầm cầu đầu tiên của hệ thống metro số 1. Đây là nước quan trọng nhằm đánh dấu tiến độ thi công như mong đợi của tuyến metro đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh. Metro Bến Thành Suối Tiên có tổng vốn đầu tư hơn 47.000 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 8 năm 2012. Dự án dự kiến hoàn tất xây dựng vào năm 2019 và có thể đưa vào vận hành năm 2020. Đầu
đầu năm 2015, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi công hạng mục đầu tiên của tuyến metro số 2 Thành phố Hồ Chí Minh - Bến Thành - Tham Lương. Các hạng mục tòa nhà trụ sở văn phòng và cũng là trung tâm điều khiển tuyến metro số 2 trong tương lai. Ngày 19 tháng 5 năm 2015, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khánh thành cảng Tân Cảng Hiệp Phước, cảng có diện tích 18,7 ha, có 420 mét cầu tàu và có thể tiếp nhận tàu 50.000 tấn đầy tải. Cảng này có tổng công suất xử lý 9 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của các khu công nghiệp phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Theo Tổng cục Hải quan, điện thoại và các linh kiện điện thoại là nhóm hàng đầu tiên có kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 30 tỷ đô la trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2015. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Hải quan, điện thoại và các linh kiện điện tử chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong năm 2015. Đây cũng là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu chạm mốc 30 tỷ đô la và đang giữ khoảng cách khá xa so với hàng dệt may đang đứng thứ hai về tổng kim ngạch xuất khẩu năm qua. Tổng giá trị xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện điện thoại tăng lên gần 30% so với năm 2014, tương đương mức tăng 6,58 tỷ đô la Mỹ. EU hiện đang là thị trường nhập khẩu lớn nhất trên nhóm hàng điện thoại và linh kiện điện tử trong năm qua và chiếm tới hơn 1/3 tổng giá trị xuất khẩu của nhóm hàng này. Cơ chế tỷ giá trung tâm đã đi vào thực tế từ đầu năm 2016. Dưới góc nhìn của các nhà phân tích, cơ chế này có thể tác động ra sao đến doanh nghiệp? Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn ngay sau đây với ông Đỗ Thiên Anh Tuấn đến từ Fulbright. Vâng, như ông thấy thì chúng ta bắt đầu áp dụng tỷ giá trung tâm bắt đầu từ năm 2016 này. Vậy thì ông nói gì về cái thời điểm mà ngân hàng nhà nước chọn để áp dụng tỷ giá trung tâm thưa ông? Thực ra cái cơ chế tỷ giá hiện nay không phải là mới. Có lẽ từ năm 2013 là ngân hàng nhà nước đã áp dụng cái cơ chế tỷ giá gọi là crowding peg, tức là neo bò trườn, neo trườn. Đấy, nhưng mà vì một lý do nào đó cái tỷ giá trung tâm á, nó không được điều chỉnh linh hoạt để phản ánh các cái tín hiệu của thị trường. Gần đây, ngân hàng nhà nước đã thay đổi cái tư duy của họ về linh hoạt hơn trong cái cơ chế tỷ giá trung tâm. Đấy, chứ không phải là một cái cơ chế tỷ giá mới của chúng ta. Đấy. Và cái việc thay đổi như vậy theo đánh giá cá nhân tôi là một cái thay đổi rất là cần thiết và theo hướng tích cực. Đấy, tức là đầu tiên là nó sẽ xóa bỏ cái tâm lý kỳ vọng của thị trường về tỷ giá. Đặc biệt những cái thời điều hành tỷ giá mới thế này, nó phản ánh tốt hơn các cái tín hiệu của thị trường. Nhưng mà nó không hoàn toàn thả nổi theo các tín hiệu của thị trường. Hay nói cái khác là thả nổi có quản lý, theo gắn với các mục tiêu của ngân hàng nhà nước. Và tôi nghĩ đó là một cái động thái điều chỉnh tỷ giá, thay đổi cái tư duy quan điểm điều hành tỷ giá cực kỳ phù hợp của ngân hàng nhà nước. Vâng, như ông nói thì cái cơ chế tỷ giá trung tâm nó có thể hỗ trợ cho nhà quản lý trong quản lý cái thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ tốt hơn. Tuy nhiên về phía doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì phải chăng cái cơ chế tỷ giá mới này sẽ làm khó họ trong một thời gian? Tôi thoạt nhìn qua có vẻ như là cơ chế tỷ giá này nó làm cho doanh nghiệp rủi ro hơn. Nhưng mà nếu như mà nhìn một cách tổng thể thì chính cái cơ chế tỷ giá cũ nó mới đặt các cái doanh nghiệp vào một cái tình thế khó khăn hơn. Bởi vì trước đây ví dụ như là ngân hàng nhà nước tuyên bố một cái mức tỷ giá trung tâm 21.980 đồng chẳng hạn, anh tuyên bố không điều chỉnh tỷ giá quá 1%, 2% nào đó, và giả sử doanh nghiệp đã tin vào cái tuyên bố đó của anh và họ đã hoạch định chính sách dựa trên cái tuyên bố đó, nhưng mà điều gì xảy ra nếu vào một cái thời điểm nào đó ngân hàng nhà nước không thực hiện được cái cam kết của mình như đã từng xảy ra? Và rõ ràng trong trường hợp ngân hàng nhà nước không thực hiện được cam kết của họ mà doanh nghiệp đã hoạch định chính sách dựa trên cả cái tỷ giá đã cam kết đó, thì nay một cái chính sách phá vỡ cam kết nó sẽ khiến cho doanh nghiệp không kịp trở tay, họ không có trước những cái phương án để phòng ngừa cho những cái rủi ro đó, và khi họ không có được những phương án đó thì lúc này không còn gọi là rủi ro nữa mà người ta sẽ gọi đó là sự bất định, uncertainty. Nó khác với là risk. Risk có nghĩa là tôi có thể đo lường được cái rủi ro, và khi tôi đo lường được rủi ro tôi có thể quản trị được. Nhưng mà uncertainty là tôi không đo lường được rủi ro, mà tôi không đo lường được rủi ro thì tôi không thể quản trị được nó. Đó chính là cái sự khác nhau. Nên thoạt nhìn qua có vẻ như là rủi ro hơn, nhưng thực tế nó lại không hoàn toàn là rủi ro hơn. Bởi vì doanh nghiệp có thể dự tính được các cái biến động tỷ giá, ước tính được các cái biến động tỷ giá trên thị trường. Và khi họ có thể dự tính được các cái biến động tỷ giá và cái rủi ro của họ, thì họ có thể phòng vệ, hedge, họ có thể phòng vệ được các cái rủi ro đó tốt hơn. Dạ vâng thưa ông, nhưng mà cũng có ý kiến nói rằng cơ chế tỷ giá trung tâm hiện nay của chúng ta sẽ tạo điều kiện cho đầu cơ lướt sóng nhiều hơn. Ông có đồng tình với quan điểm này không?
Cái chính sách tỷ giá như hiện nay của ngân hàng nhà nước đúng là nó có thể tạo ra những cái hành vi lướt sóng trên thị trường chứng khoán hơn, giống như tựa như trên thị trường chứng khoán hơn. Đấy, nhưng mà cái hành vi lướt sóng đó nó là bình thường trên mọi thị trường tài chính, nó luôn có những nhà đầu tư lướt sóng. Cái vấn đề quan trọng là gì? Để giảm cái hành vi đầu tư lướt sóng đó thì anh phải giảm cái sự bất cân xứng thông tin. Ví dụ hôm nay ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá 1, 2, 3 đồng, 10 đồng, 20 đồng gì đó. Cái vấn đề người ta lo ngại là gì? Là có cái thông tin nội gián hay không? Nó tự nhiên trên thị trường chứng khoán nó cũng có cái giao dịch nội gián, và giao dịch nội gián là bị nghiêm cấm. Đấy, nên thành ra để giải quyết cái vấn đề là cần phải là rõ ràng minh bạch trong cái cơ chế điều hành tỷ giá. Giải đua xe đạp địa hình tại lễ hội Tuyết Gastad Thụy Điển vào cuối tuần vừa qua đã khép lại với chiến thắng thuộc về vận động viên Thomas Mischer ở nội dung dành cho nam và Hike Efferen ở nội dung dành cho nữ. Với địa hình đường đua ở núi tuyết, các chiếc xe được nâng cấp thiết kế lên cho phù hợp, các lớp xe được thay kích cỡ lớn hơn giúp bám đường và giảm bớt độ cạn của tuyết tốt hơn. Giải đua được diễn ra trong 2 ngày cuối tuần vừa qua với tổng cộng 3 chặng đua trải dài từ đầu chân núi đến đổ dốc xuống bên kia của dãy Anh Bờ. Có vẻ như thời tiết không mấy êm ái lại là nguồn động lực và cảm hứng kích thích tinh thần thi đấu của các vận động viên tại giải thi đấu trượt tuyết diễn ra tại dãy núi Mammoth, bang California của Mỹ vào cuối tuần qua. Vận động viên người Nhật Ryo Aono, người giành chức vô địch vào năm 2009, đã giành chiến thắng tiếp tục với điểm số ấn tượng là 91,20 khi màn trình diễn nhào lộn của anh hoàn toàn chiếm trọn cảm tình của ban giám khảo. Khi gió bắt đầu dịu xuống cũng là lúc nội dung thi đấu dành cho nữ bắt đầu. Ở phần này thì nữ vận động viên Kelly Clark đã giành chiến thắng với số điểm 93,80, cũng là số điểm tối đa của giải năm nay. Ngày 6 tháng 2 tại Park City ở Utah, nước Mỹ. Các quan chức trong cơ quan quản lý quần vợt thế giới đã đưa ra một bản báo cáo đánh giá về quá trình thực hiện công cuộc kiểm tra chống tham nhũng trong làng quần vợt thế giới. Trong đó nêu rõ đơn vị Tennis Integrity (TIU) đã không làm việc hiệu quả để kiểm soát và báo cáo về các vụ bê bối vừa qua. Có đến 16 cầu thủ nằm trong top 50 làng quần vợt thế giới đã bị đưa vào danh sách tình nghi và điều tra bởi cơ quan quản lý. Tuy nhiên, TIU đã thực hiện những báo cáo qua loa và dường như bỏ lơ việc xét nghiệm và điều tra ở các vận động viên này. Trả lời trước bản đánh giá, TIU cho biết các cáo buộc trên là vô lý khi TIU không có được quyền hạn và nguồn lực cần thiết để có thể thực hiện các vụ điều tra trên. Vâng thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần tin tức qua những tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Đan Mạch thông qua đạo luật đối với người nhập cư gây tranh cãi. Tổng thống Venezuela có thể sớm kết thúc nhiệm kỳ vì khủng hoảng kinh tế.